Thầy chào tất cả các em. Clip này thầy giúp các em ôn tập cái bài số 2 là bài cực trị của hàm số. Hai clip đầu là sự đồng biến nghịch biến của hàm số rồi nha. Bài này là bài số 2 cực trị hàm số nha. Cực trị của hàm số. Bây giờ cứ lấy một cái ví dụ mở đầu ha. Câu 1 nè. Tìm cực trị của hàm số. Tìm cực trị của hàm số. Chứ hàm số thì phải tắt nha. Đó nhanh. Hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 4 đi. Rồi, thế thì ta làm thế nào? Đầu tiên thì ta cũng tìm tập xác định. Thì tập xác định, thầy viết tắt chữ tập xác định nha. Hàm đa thức bậc 3 thì xác định trên R ha. Thì mình ghi tập xác định D bằng R. Sau đó mình tính đạo hàm. Rồi đạo hàm bây giờ chắc nhớ rồi đúng không? Đưa số 3 ra phía trước là 3x bình phương trừ 3x đạo hàm. Là x mũ 3 thì ra 3x bình phương nè. Còn trừ 3x đạo hàm ra là trừ 3. Còn số 4 đạo hàm ra 0 rồi ha. Ừ. Số 4 đạo hàm ra 0. Rồi, giờ mình ghi tắt thì cho nó nhanh nè, xong mình cho nó bằng 0. Mình giải ra dùng mốt 53 máy cũ á, còn cái máy FX 580 thì thầy không nhớ nữa. Mình bấm nghiệm sẽ ra là x bằng cộng trừ 1, 1 với trừ 1 đó. Rồi sau đó mình lập bảng biến thiên, bảng biến thiên nha. Bảng biến thiên gồm có hai lằn kẻ ở giữa. Chia thành ba hàng, hàng trên cùng là x nè. Khoảng giữa là đạo hàm nè. Y phẩy hay là f phẩy cũng được. Cuối cùng là y nè. Rồi x nằm từ trừ vô cực đến dương vô cực nè. Trừ một viết trước nè, một viết sau. 1 với trừ 1 là nghiệm của y phẩy bằng 0 á ha. Dưới trừ 1 là số 0, dưới số 1 là số 0. Mình xét dấu cái ô này. Dấu của ô này chính là dấu của y phẩy. Vì mình đang xét cái hàng của y phẩy mà đúng không? Đó. Dấu của cái ô này chính là dấu của y phẩy. Mà dấu của y phẩy thì nó phụ thuộc vào cái hệ số đằng trước x bình. Mà số này là số 3 là dấu cộng đúng không? Thì ở đây là dấu cộng. Qua số 0 thì đổi dấu. Lưu ý nghiệm đơn mới đổi dấu nha. Nghiệm kép hay nói chính xác hơn là nghiệm bội chẵn á thì không có đổi. Mà thực chất không phải nó không đổi nữa mà nó đổi hai lần. Nó đổi hai lần. Mà đổi hai lần thì coi như là không đổi. Vậy đây là dấu cộng. Rồi cứ cái ô dấu cộng thì mình vẽ mũi tên đi lên, ô dấu trừ mình vẽ mũi tên đi xuống, ô dấu cộng mình vẽ mũi tên đi lên. Rồi tính giúp thầy chỗ này, có nghĩa là khi x bằng trừ 1 thì y nó bằng nhiêu, rồi khi x bằng 1 thì y nó bằng bao nhiêu, được chưa? Có nghĩa là mình lấy nháp ra mình thay. Thay x bằng trừ 1 vào y nha. Rồi xem bằng nhiêu nha. Suy ra
cái hàng màu đen này là làm một nháp nha, sẽ ra y bằng nhiêu nha. Rồi mình thay trừ một vào đây. Xem đi ra bằng nhiêu. Được chưa? Rồi. Mình có thể lấy máy tính bấm cho nó nhanh. Trừ 1 mũ 3 là trừ 1. Trừ 1 cộng 4 là 3. Trừ 1 nhân trừ 3 là cộng 3. 3 3 là 6. Vậy đây mình sẽ ra là 6. Y bằng 6 ha. Tiếp tục. Khi x bằng 1 thì y bằng mấy nè? Có thể mình tính ở trên đây cũng được. Trên đây mình tính luôn cái y ở trên đây cũng được ha. Rồi, x bằng 1. Thêm 1 vào, 1 cộng 4 là 5, 5 trừ 3 là 2. 2. Về đây là 6 nè. Đây là 2. À. Thế thì bắt đầu. Thì mem để ý nè. Khi mà hàm số nó đi lên tới đỉnh rồi, xong lại đi xuống. Thì đó là cực đại. 6 người ta gọi là cực đại. Hay đầy đủ, hay là có một cách gọi khác nó là giá trị cực đại. Đó. Số 2 này người ta gọi là cực tiểu. Khi mà cái hướng đồ thì nó đi xuống rồi lại đi lên, mem mốt mem sẽ được coi như hình dạng của đồ thị, vì đây là hàm bậc 3 nhưng đồ thị của nó lượn giống như chiều mũi tên vậy, lên xuống lên, thì cái này gọi là cực đại này. Chỗ này là đặt cực đại này, còn chỗ này đặt cực tiểu này. Đó. Rồi số ngay chỗ số 2 là cực tiểu. Còn để cho nó rõ hơn nữa, người ta hay gọi là giá trị cực tiểu. Còn trừ 1 này người ta gọi là điểm cực đại. Còn số 1 ngay chỗ cực tiểu này người ta gọi là điểm cực tiểu. Thêm chữ điểm luôn nha. Thêm chữ điểm vào tức là ám chỉ x đó. Còn cực tiểu với lại giá trị cực tiểu là ám chỉ y. Điểm cực đại là chỉ x. Còn cực đại hay là giá trị cực đại là chỉ y. Điểm cực đại với điểm cực tiểu người ta gọi chung là điểm cực trị. Dạ. Còn cực đại, cực tiểu người ta gọi chung là cực trị. Còn giá trị cực đại, giá trị cực tiểu người ta gọi chung là giá trị cực trị. Nhưng mà thông thường á, trong thực tế khi ra đề thầy cô gọi cực trị là nhiều, ít ai gọi là giá trị cực trị lắm. Nhưng mà điểm cực trị thì dùng nhiều. Giống như có những cái bài là tìm m để hàm số có hai điểm cực trị, hay là tìm m để hàm số đạt cực đại cực tiểu. Còn cái từ giá trị cực trị thì rất ít dùng. Rồi, đấy là nói về hàm số nha. Còn khi đề bài nói về đồ thị hàm số, em lưu ý chỗ này nè.
khi đề bài dùng cái từ đồ thị, nó là cái hình vẽ đúng không? Thì đồ thị hàm số thì người ta chỉ dùng chung một từ thôi là điểm cực đại hay là điểm cực tiểu. Có điểm cực đại là đồ thị hàm số nha. Hãy nhấn mạnh cái từ đồ thị hàm số. Đồ thị nha là một cái tọa độ gồm x cực đại và y cực đại, là gồm trừ 1 với 6 luôn nè. Đó. Đó, có một lưu ý nha, khi mà người ta dùng cái từ đồ thị á, thì phải chỉ có điểm thôi chứ không có giá trị, là không có cực đại cực tiểu không. À, điểm đồ thị là hình vẽ, cái điểm này là cái điểm trên cái đồ thị, là tọa độ trừ 1 6. Còn nếu mà người ta dùng viết lại y chang nha, cực tiểu là thì lấy cả x cả y nha, 1 2. Vậy khi ta dùng từ đồ thị thì chỉ có một khái niệm là điểm cực đại hoặc điểm cực tiểu thôi, và nó phải là cái tọa độ gồm x cực đại, y cực đại và cực tiểu, là x cực tiểu, y cực tiểu. Những cái điều này á, là đề thi quốc gia hay đề thi tốt nghiệp á, luôn luôn hỏi rồi gài bẫy mình nhiều ha. Rồi bây giờ vô bài tập trắc nghiệm thì em sẽ nắm rõ hơn. Câu 1. Em tập trung nhìn vô hình vẽ liền. Vậy thầy phân tích cái hình vẽ nha. Đồ thị mà nó đi lên rồi nó đi xuống, coi như là cái hướng này giống như cái đỉnh núi vậy, đỉnh á, thấy không? Cái chóp á. Thì đây là cực đại. Được chưa? Nếu mà địa điểm trên đồ thị người ta gọi là, nếu mà nói về đồ thị thì gọi là điểm cực đại, và nó gồm x và gồm y. Rồi thế thì x cực đại là bao nhiêu? X cực đại thì mình phải lấy cái điểm này mình chiếu vào trục x, chiếu vào trục x nha. Đó, trục x là trục nằm ngang đó, trục hoành đó, là số 2 đúng không? Ừ. Thì x cực đại là bằng 2. Rồi hỏi y cực đại là bao nhiêu, tức là giá trị cực đại là bao nhiêu, thì mình lấy cái điểm này mình chiếu vào trục OY, là trục nằm ngang, mình chiếu vào đây là số 5. Dạ. Y cực đại bằng 5. Còn đây là cực tiểu, thì viết tắt nha, tiểu. Thế thì muốn tìm x cực tiểu thì mình lấy cái cực tiểu này mình chiếu vào trục x, chiếu xuống là số 0. O là cái gốc tọa độ, và tại đây là số 0 nhưng mà trên hình vẽ người ta không biểu diễn thôi ha. Rồi tiếp tục, bây giờ muốn tìm y cực tiểu thì cũng điểm này mình chiếu vào trục OY, nhưng mà trục OY nằm ngay đây luôn là khỏi chiếu, thì ra số 1. Đó là nói về hàm số nha. Những cái này hàm số có nghĩa là nguyên văn đó, là hàm số có điểm cực đại là x bằng 2, y cực đại tức là giá trị cực đại á, bằng 5. Rồi hàm số có điểm cực tiểu là x bằng 0, giá trị cực tiểu y bằng 1.
Còn giờ nói về đồ thị nè, được chưa? Đồ thị hàm số nha, có điểm cực đại là một cái tọa độ gồm x và gồm y là 2 năm, 2.5 trong một đường. Tiếp tục, đồ thị hàm số có điểm cực tiểu phải có chữ điểm nha, tại điểm nó giống như là một cái chấm ở trên hình vẽ nha. Là gồm x và gồm y 0,1. Rồi, thầy đã hướng dẫn nhìn vào cái hình mình có thể đoán được hết những cái dữ kiện trên cái đồ thị trên hình vẽ đó. Rồi bắt đầu mình sẽ làm câu số 1, chọn mình để sai. Thì đáp án là câu A đó, nhưng mà thầy hiểu tại sao B đúng, C đúng, D đúng mà A nó sai. Giờ xét đáp án B trước nha. Đáp án B: hàm số y bằng fx đạt cực đại tại điểm x bằng 2, có nghĩa là có cực đại ngay chỗ x bằng 2, đúng không? Nè, khi x bằng 2 hàm số đạt cực đại, ok chưa? Vậy câu B là câu đáp án đúng. Tiếp tục mình xét câu C, tại sao nó đúng? Hàm số y bằng fx có điểm cực đại là x bằng 2, đúng. Hai câu này như nhau nha, đồng nghĩa đó. Có thể người ta diễn đạt bằng cách là hàm số y bằng fx đạt cực đại tại điểm x bằng 2. Hàm số y bằng fx có điểm cực đại x bằng 2. Nhớ, khi người ta nói về hàm số nha, hàm số không phải là đồ thị hàm số nha, thì cứ thấy chữ điểm á là x. Cứ thấy cái điểm là x. Vậy. Vậy câu C là câu đúng luôn. Rồi, xét tiếp câu D. Câu D này nó có chữ đồ thị hàm số nè. Nó có chữ đồ thị thì phải là cái tọa độ có điểm cực đại là 2 năm, đúng rồi nè. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là 2 năm thì câu này đúng luôn. Rồi, đáp án A đáp án sai. Tại vì sao? Vì tại cái điểm cực đại này á, x nó bằng 5, nó x là số 2. Được chưa? Vậy muốn đáp án A trở thành đáp án đúng thì mình sửa như thế nào? Có hai cách sửa, hoặc á là mình sửa x bằng 2 để cho nó giống câu B. 2 á thì mình sửa lại là bỏ chữ tại điểm đi ha. Bỏ cái này đi. Hàm số y bằng fx đạt cực đại bằng 5. Được chưa? Đó, đạt cực đại bằng 5. Hay là có giá trị cực đại bằng 5 cũng đồng nghĩa ha. Ok, đó là câu số 1. Giờ qua câu kế tiếp. Thầy vẫn chọn cái hình đó, thầy cho bài tập. Rồi, cũng hình đó, không cần phải tiếp thu thêm cái giải thích nha, giải thích như cũ thôi. Cũng chọn mình đề sai nha, chọn mình đề sai. Rồi, thầy cho đáp án sẵn luôn đó, ABCD đó. Nhưng mà tại sao cô B là đúng? À, hàm số y bằng fx có giá trị cực tiểu. À, giá trị cực tiểu có nghĩa là ám chỉ y cực tiểu. Và y cực tiểu bằng 1. Cực tiểu đâu? Nhìn trên đồ thị thì cái điểm cực tiểu đây. Đó. Bây giờ giá trị có nghĩa là y thì mình phải chiếu vào trục y. Nó nằm trên trục y luôn rồi, khỏi chiếu nữa. Nó là số 1 đó. Câu này là câu đúng, y cực tiểu là 1.
hay là giá trị của tiểu? Hạng 1. Câu C, tại sao đúng? Câu C nó có vẻ giống giống câu B, nhưng mà nó không có từ giá trị, nó chỉ nói là cực tiểu thôi. Thì hai hàng này là đồng nghĩa với nhau, câu B với câu C là cùng một cách nói, cực tiểu hay là giá trị cực tiểu là một ha. Thì câu này cũng đúng luôn. Cuối cùng câu D, đồ thị hàm số y bằng ai bít có điểm cực tiểu là 0,1. Câu D thì nó có thêm chữ đồ thị vô, có thêm chữ đồ thị vào thì nó phải là tọa độ. Và x cực tiểu như hồi nãy thầy đã nói, x cực tiểu thì bằng 0 vì mình chiếu vào trục x thì nó bằng 0. Y cực tiểu thì mình chiếu vào trục OY thì thấy nó ra số 1, 1 thì mình ghép cái tọa độ 0,1 lại thì nó ra cái tọa độ của điểm cực tiểu trên cái đồ thị hàm số nhé, đồ thị nha, cứ đồ thị là phải ngoặc đơn là cái tọa độ. Câu A, tại sao nó sai? Thì giá trị cực tiểu y bằng 0 là sai rồi, y hẹn 1 mới đúng, phải không? Mình muốn sửa cho nó đúng thì hoặc là mình sửa giá trị cực tiểu bằng 1 cho nó giống câu B trở thành đúng, hoặc có thể mình sửa cách khác, có giá trị cực đại cũng không đúng nữa, muốn cho nó bằng 0 thì có điểm cực tiểu thì bỏ chữ giá trị đi, mình thêm chữ điểm tiểu, được chưa? Và lúc đó mình sửa chữ x thành chữ, xin lỗi, chữ y thành chữ x, hàm số có điểm cực tiểu x cực tiểu bằng 0, nó trở lại thành đúng đó. Vậy vẫn chọn câu A nha, câu A là đáp án sai, mình chọn tiếp tục. Thầy cũng chọn giả thiết như cũ. Rồi, bây giờ chọn mình đề sai. Giờ nhìn là thấy đáp án rồi đó. Câu C là sai đó, nhưng mà mình phải biết tại sao C nó sai, rồi A, B với D sao nó đúng. Hàm số y bằng fx có hai điểm cực trị. Đây. Này là điểm cực đại. Này là điểm cực tiểu. Hay nó ngắn gọn là cực đại, cực tiểu. Trên đồ thị là phải dùng chữ điểm cực đại điểm cực tiểu nha, này nói ngắn gọn vậy thôi. Rồi nó có rõ là nó có hai điểm cực trị, một cái cực đại một cái điểm cực tiểu, một cái điểm cực đại một cái điểm cực tiểu, đúng không? Thì câu A là câu đúng. Thì cực trị là dùng chung mà, dù đại hay tiểu đều gọi là cực trị. Câu B, hàm số có hai cực trị, đúng luôn. Vì hàm số có một cái cực đại, một cái cực tiểu gọi chung là cực trị thì nó có hai cực trị. Câu B đúng luôn. Câu D tại sao đúng? Câu D dùng cái từ đồ thị hàm số. Khi đồ thị phải dùng chữ điểm nha. Điểm đây không phải là x đâu. Điểm của đồ thị là cái tọa độ 0, 1 và 2, 5. Đúng không? Đúng luôn. Được chưa? Đồ thị phải là tọa độ một cái điểm cực trị. Đây nếu mà chính xác hơn là ghi là điểm cực đại, điểm cực tiểu vì mình đang xét trên đồ thị. Thì cái điểm cực đại này có x của nó là bằng 2. Y cực đại nó là bằng 5. Tọa độ nó là 2, 5. Nếu mà nói về đồ thị. Còn cái điểm cực tiểu dưới đây á, thì x cực tiểu bằng 0. Y cực tiểu bằng 1. Nếu mà nói về đồ thị á thì tọa độ nó là 0, 1. Hàm số á, thì điểm cực đại là 2, điểm cực tiểu là 0.
Nói về hàm số thì giá trị cực đại y bằng 5, giá trị cực tiểu y bằng 1. Còn nói về đồ thị á, là phải nói là điểm của tọa độ là 2 năm, điểm của tọa độ là 0,1. Thì câu D cũng là câu đúng. Thì câu C tại sao sai? Nó sai á, nó có hai lỗi. Thứ nhất, đã dùng từ đồ thị á thì phải là tọa độ, một cặp tọa độ x và y, chứ trả lời x bằng 0, x bằng 2 thôi là sai. Còn nếu mà muốn cho nó đúng á thì mình sẽ bỏ chữ đồ thị đi. Hàm số y bằng fx có hai điểm của trị là x bằng 0 và x bằng 2 thì lại đúng, ha. Còn hoặc là mình trả lời giống như câu D vậy á, tức là mình thêm tọa độ vào, ta ghi đầy đủ là 0,1 và 2,5 thì lại thành đúng. À, đó, vậy câu C là sai. Sai là vì nó dùng từ đồ thị phải là cặp tọa độ. Còn tôi bỏ chữ đồ thị đi thì lại đúng ha. Trả lời bằng C. Qua ví dụ 4. Rồi. Giờ đề bài không cho cái đồ thị mà đề bài cho cái bảng biến thiên. Và đề bài hỏi mệnh đề nào dưới đây là sai. Thì nhìn vào bảng biến thiên á, mình có thể đoán được. Số 2 á là y cực đại. Số 2 đây cũng là y cực đại. Thì bài này có hai cực đại ha. Còn số 1 này là y cực tiểu, hay là giá trị cực tiểu là 1, giá trị cực đại là 2. Còn cái số trừ 1 này, cái 1 này nó là x cực đại. X cực đại hay là điểm cực đại nữa, thấy không? Còn số 0 này là x cực tiểu. Rồi. X là điểm, y là giá trị. Thấy không? Nói tắt luôn có thể là nó là cực đại, cực tiểu luôn, khỏi chứ giá trị cũng được. Rồi câu A. Câu A nói gì? Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị. Nói về đồ thị á, tức là nói về tọa độ. Mà đề bài này không có nêu 3 cái tọa độ cụ thể mà chỉ nói chung chung là 3 điểm cực trị thôi. Thì đúng rồi. Tọa độ thứ nhất là 1 trừ 2 là 1 điểm cực tiểu. Xin lỗi, 1 điểm cực đại nè. Tọa độ thứ 2 0,1 là 1 điểm cực tiểu nè. Tọa độ thứ 3 là 1,2 là một điểm cực đại nè. Đó là dùng từ đồ thị hàm số nha. Đáp án B. Vậy câu A là câu đúng nha. Đáp án B, hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1. Giá trị cực tiểu bằng 1 đúng rồi, thấy không? Đó. Vậy y cực tiểu là số 1 đúng rồi. Đáp án D là sao đúng nè, hàm số có 2 điểm cực đại. Đúng rồi. Một điểm cực đại là -1, một điểm cực đại là 1. Vì dùng chữ điểm đó là x, điểm cực đại đó là x cực đại, giá trị cực tiểu bằng 1 đó là y cực tiểu bằng 1, đúng, có 2 điểm cực đại đúng, 2x cực đại, có 3 cực trị đúng rồi, tại có 3 cặp tọa độ, câu A là câu đúng luôn ha. Còn câu C tại sao sai, hàm số có giá trị cực đại bằng 1, sai. Một là giá trị cực tiểu. Còn nếu muốn câu C đúng á, thì phải sửa lại là hàm số có giá trị cực đại bằng 2 mới đúng. Hoặc cách sửa thứ hai, hàm số có giá trị cực tiểu, bố chữ đại đi thành chữ tiểu thì đúng, thấy không? Rồi, câu C là câu sai.
Chọn C. Thì qua 4 ví dụ vừa rồi, hy vọng rằng mẹ em hiểu tương đối chắc chắn về thế nào gọi là điểm cực đại, điểm cực tiểu của cái hàm số, rồi thế nào về giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số, rồi thế nào gọi là điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Nhớ chứ, đồ thị phải là tọa độ và một cặp xi, còn hàm số thôi á thì nói về điểm là x, nói về giá trị là y ha. Mình làm tiếp. Đây là những bài cơ bản, người ta gọi là những bài nhận biết. Nhận biết tức là nhìn cái đề bài, mình không cần phải tính toán gì hết, mình có thể đoán được đáp án đúng, đáp án sai ha. À, mình qua câu ví dụ 5. Hay gọi là câu 5. Đề bài cho một cái hàm số y bằng fx, mà đề bài không có cho hàm số cụ thể. Đề bài chỉ nói rằng cái đạo hàm của nó, khi mà đạo hàm rồi nha, nó ra vậy. Hỏi cái hàm số này có mấy điểm cực trị. Cực trị là dùng chung nha, có thể đại hoặc tiểu nha. Cực trị là gồm cực đại và cực tiểu. Rồi, thế thì để làm bài này á thì mấy em chú ý giùm thầy, cái này là cái mẹo làm thôi nha. Cứ mũ chẵn thì mình bỏ đi, tại vì mũ chẵn á, khi mà cho nó bằng không á thì nó giải ra nghiệm kép, nghiệm bội chẵn. Thì khi mà lập bảng biến thiên á, nó không có đổi dấu nên nó không có cực đại cực tiểu ở đó, nó không đạt cực đại cực tiểu ở đấy. Cứ nhớ nha, cứ mũ chẵn thì mình bỏ. Thì coi như khi f phải bằng cái biểu thức này á, thì mình mạnh dạn mình xóa luôn cái mũ chẵn này đi. Chưa? Rồi, sau đó mình còn biểu thức còn lại á, mình cho nó bằng không. Nhưng mà nếu mà mũ lẻ thì mình bỏ mũ lẻ luôn đi, tại mũ lẻ nó không quyết định được, tại vì khi mà mũ lẻ bằng không thì cần cái ruột bằng không. Phải tóm lại f phải ít á, mình coi như là cái đám này thôi. Đó, đây là cái mẹo để làm cho nó nhanh vậy ha. Mình cho x nhân x bình trừ 1 bằng không, và mình giải tiếp, mình sẽ có x bằng không, x bình trừ 1 bằng 0. Rồi mình giải tiếp, x bằng 0, x bằng cộng trừ 1. Mấy bấm máy ra được cái thầy ha. Rồi, thế thì rõ ràng có 3 cái điểm cực trị, 3 cái điểm cực trị. Nếu đề bài hỏi số điểm cực đại là bao nhiêu, số điểm cực tiểu là bao nhiêu, cụ thể luôn, thì lúc đó mình phải lập bảng xét dấu đàng hoàng, bảng biến thiên đàng hoàng. F phẩy ha, dùng F phẩy cho nó chính xác. F. Rồi, mình không có xét những cái điểm mà mũ nghiệp bội chẵn nha. Ví dụ như đúng ra là nó có nghiệp bằng 2 nữa, nhưng mà cái nghiệp 2 là nghiệp kép nên mình khỏi xét cho nó làm gì hết. Mình xét đây là mình làm nhanh để mình giải trắc nghiệm thôi ha. Đó, trừ 1 nhỏ xếp trước, 0 thì tới 1. Rồi xét dấu nè, khó nhất là cái dấu ở đây nè. Ở đây là dấu gì nha. Rồi, bây giờ dấu của ô này á sẽ cùng dấu với biểu thức này. Tại khi đó f phẩy mình có thể mình tạm nói nôm na mình lược bỏ hết những cái phần không có ảnh hưởng đến cái sự đồng biến nghịch biến, ảnh hưởng đến cực trị của hàm số ha. Rồi, mình thấy ở đây là dấu cộng.
x bình cũng là dấu cộng mà x cũng là dấu cộng. Để cho biểu thức này là mang dấu cộng. Rồi qua đổi dấu, qua đổi dấu mình không lo nghiệm kép, tại vì nghiệm kép là mình bỏ hết rồi ha. Rồi dấu trừ mình vẽ mũi tên đi xuống, dấu cộng vẽ mũi tên đi lên, dấu trừ vẽ mũi tên đi xuống, dấu cộng vẽ mũi tên đi lên. Thì rõ ràng ở đây nhận xét đây là cực đại nè, cực đại là nhiêu không cần biết nha, đây là cực tiểu nè. Và nếu đề bài hỏi có mấy điểm cực đại mấy điểm cực tiểu thì mình trả lời là có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu. Vậy muốn trả lời được cái bài toán mấy cực đại mấy cực tiểu là phải lập bảng biến thiên và phải xét dấu ô ngoài cùng này, thì mình mới biết cái chiều biến thiên, rồi mình mới biết cái chiều đi lên đi xuống của hàm số, mình mới đoán được cực đại cực tiểu. Còn nếu đề bài chỉ hỏi cực trị thôi thì mình làm đây là xong, là mình có thể trả lời được 3 điểm cực trị của hàm số. Rồi câu 5, thêm một ví dụ nữa. Khi thầy ôn cho các em thì thời lượng nó có hạn nên thầy chỉ lấy những bài tiêu biểu nhất, tiêu biểu nhất của những cái đề thi quốc gia, của những cái đề thi tốt nghiệp năm trước, của những cái đề thi đại học trước đây nữa. Người ta hay cho ra. Rồi qua câu 6. Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đó. Khi người ta dùng cái từ đồ thị á thì nó phải là cái điểm ở trên hình vẽ, nó phải có tọa độ. Rồi. Vậy nhiệm vụ đầu tiên á, mình phải tìm hai cái điểm cực trị này của cái đồ thị hàm số này. Để mình sẽ tính y phẩy ha. Y mình viết lại đi. Đề bài là y bằng nè x mũ 3 nè trừ 3x cộng 1 nè. Rồi mình tính đạo hàm. Đạo hàm nó sẽ ra bao nhiêu? 3x bình trừ 3. Rồi thay vì mình ghi y phải bằng 0 khi và chỉ khi cái biểu thức này bằng không, nó hơi dài dòng nha, mà mục đích của thầy là ôn lại với lại lược bớt những cái bước giải nó rườm rà để hòng mình chọn đáp án đúng cho nó nhanh. Rồi mình cho nó bằng không. Rồi này bằng không thì x bằng cộng trừ 1 tách ra đi nha, x bằng 1 với trừ 1 riêng. Rồi x bằng 1 mình thay vào mình tính y luôn giúp thầy. Đó. Mình thay vào đâu? X bằng 1 thì mình lấy 1 mình thay vào đây. Thay vào y nha. Nhiều bạn cứ quen thay vào y phẩy rồi tính ra y nó bằng 0, y bằng 0. Cái gì cũng bằng 0 hết là sai nha. Đó. Rồi, thay vào mình tính y thì bằng bao nhiêu đây? Thế 1 vô 1 mũ 3 là 1, 1 cộng với 1 đằng sau là 2, thế 1 vô là trừ 3, 2 trừ 3 là trừ 1, y sẽ bằng trừ 1. Đấy. Tiếp tục mình thay x bằng trừ 1 này cũng vào y trên đây. Được chưa? Rồi trừ 1 mũ 3 thì là trừ 1, trừ 1 cộng với 1 đằng sau này nè là bằng 0 rồi ha. Rồi mình thay trừ 1 vào đây nữa, vậy trừ 3 nhân trừ 1 là 3, vậy ta có y bằng 3. Rồi vậy mà đây mình suy ra luôn, vậy suy ra không mất tính tổng quát nha, mình có thể gọi đây là điểm A, là điểm cực đại cực tiểu thì không quan trọng, tại đề bài nó không có xác định đại tiểu gì hết,
Thật ra mình không cần lập bảng đi thi, mình xác định đại tiểu gì hết, chỉ cần nó là một điện cử trị được rồi ha. Tọa độ là 1 trừ 1. Rồi, điểm B là điểm cử trị thứ hai, có tọa độ là trừ 1, 3. Còn A là đại hay tiểu, B là điểm cực đại hay điểm cực tiểu thì không cần biết. Khi nào lập bảng thì mình mới xác định được. Còn bây giờ mình chỉ biết là A, B là hai điểm cực trị thôi. Rồi, bây giờ muốn tính diện tích tam giác OAB thì làm sao? Muốn tính diện tích tam giác OAB thì làm sao? Giờ đây thì có công thức nha. Công thức này tổng quát hơn nè. Diện tích của cái tam giác tổng quát nha, ví dụ như MAB đi, tại vì mai mốt không phải nó cho điểm O là gốc tọa độ nữa mà có thể là điểm M khác nữa, thì mình làm thế nào? Thì trước tiên mình chưa làm được đâu, trước tiên mình phải tính cái vector MA bằng bao nhiêu. Thì vector MA muốn tính được thì mình phải lấy x điểm A trừ x điểm M, rồi y của điểm A trừ y của điểm M. Thì gọi chung nó là x1 y1 ha, nó ra số nhiêu mình biết. Rồi mình phải tính vector MB nữa, lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm M ha, tức là xB trừ xM, rồi YB trừ YM. Rồi thầy gọi chúng nó là x2 y2 ha. Rồi. Thế thì diện tích tam giác MAB á thì mình sẽ có công thức như sau. Lấy 1 phần 2 chỉ tỉ đối nha. Ở trong cái ruột là làm sao? Mình lấy x1 nhân y2. X1 nhân y2 trừ nha, dấu trừ này công thức mà. Trừ x2 nhân y1, có nghĩa là nhân chéo trừ nhân chéo đó, giống như mình tính đạo hàm của cái hàm mà nhất biến á, hàm bậc 1 chia bậc 1 á. X2 y1 là nó ra bao nhiêu thì mình thay số vào ha. Thế thì trở lại bài toán này. Mình bôi cho bằng đi. Chà, bằng bao nhiêu để đấy. Trước tiên mình phải tính vector OA cái đã. Vector OA thì lấy điểm A trừ tọa độ điểm O. Mà điểm A là 1 trừ 1. Mà góc tọa độ thì mấy em biết rồi, góc tọa độ O thì nó có tọa độ là 0 0. Rồi mình lấy 1 với trừ 1 mình trừ 0 với 0 thì nó cũng ra 1 với trừ 1 ha. Tiếp tục mình tính vector OB. Thì nó mình lấy tọa độ điểm B mình trừ tọa độ điểm O đúng không, rồi thì nó cũng ra là trừ 1 với 3 đó. Xong mình áp dụng công thức, áp dụng công thức bên đây nè. Công thức này muốn có công thức thì mình phải tính được hai cái vector MA MB trước, thì mình coi cái điểm M này giống như điểm O nè. Rồi thì bằng 1 phần 2 chỉ tuyệt đối, chỉ tuyệt đối nha, tức là có thể nó bị âm nên mình phải đóng chỉ đối để lấy dương á. Nói nôm na cho dễ hiểu nha, thật ra cái nguồn gốc công thức này là khoa học thì hai áp dụng cái tích hỗn tạp nó mới ra được, nhưng mà thôi thì nói trước vậy thôi. Mình có áp dụng công thức mình lấy 1 nhân trừ 1 nhân 3 nha, 1 nhân 3, 1 nhân 3 cứ đóng ngoặc đơn đi, dư kệ nó, trừ dấu trừ đây là dấu trừ công thức á, trừ cái gì, trừ cho trừ 1 nhân trừ 1 nè, trừ 1 nhân trừ 1, rồi mình bấm máy sẽ ra là 1 phần 2 chỉ tuyệt đối, 1 nhân 3 là 3,
3 trừ 1 là 2, tuyệt đối của 2. Tại vì ở đây nếu nó ra dấu trừ 2 thì cũng vậy thôi, tại vì lấy tuyệt đối rồi. Rồi, tức là 1 phần 2 nhân cho 2 ha. 1 2 nhân 2 này bằng 1. Đó. Đúng ra phải ghi là đơn vị diện tích nữa, nhưng mà thôi. Vì đề bài nó chỉ cho đơn vị ở trên 20 tọa độ rồi. Vậy cái diện tích của mình ra đáp án 1 thì mình chọn đáp án A. Rồi. Tạm thời clip này là vừa ôn lại công thức, vừa ôn lại cái bài cũ. Rồi, thầy đã đi 6 cái ví dụ để em nắm cơ bản về cái cực trị của hàm số. Rồi phần sau thầy sẽ đi vô một số bài tập nó nâng cao một chút. Vận dụng cao để em quen với cái việc giải. Rồi tạm biệt các em nha, hẹn các em ở clip sau cũng bài này luôn nha, bài số 2 của chị hàm số mà clip sau có những bài tập nó nâng cao hơn. Tạm biệt các em.